Hôm qua xin được giới thiệu về một bộ sản phẩm để các bác dùng gia đình nghe và hát karaoke. Phải nói là cực kỳ là rẻ và được sử dụng toàn hàng xịn thôi. Trước tiên là một cặp loa BK của Nhật Bản, mã 88025A. Một dòng loa có kiểu dáng em bên Ngọc Hoàng thích nhất, vì nó có cái má bên này, nó rất là cách điệu. Các bác có thể để cái này sang bên trái, cái này sang bên phải, hai bên đầu tủ, nó đối nối nhau rất là đẹp. Đấy, rất là cách điệu nhá, điểm nhấn. Kiểu dáng em còn thích hơn cả S100 cơ. Còn chất lượng âm thanh của dòng này với S100 nó là một, nó như nhau. Vì nó được sử dụng bass tép như nhau hết các bạn, phân tần như nhau. Chứ còn một số anh em giới thiệu bảo là công suất nọ công suất kia, tất cả đấy nó là chỉ đề linh tinh thôi. Nó chính xác, nó chỉ là một đồng nhất một công suất. Riêng BK, nói BK 325 từ 668 rồi thì 660, 880, 880-25 mã. Đấy, rồi rất là nhiều loại của BK là nội tạng của nó, bass tép nó là một các bạn. Và tiếp theo, và em giới thiệu luôn về giá 3.600.000 cặp loa BK cực đẹp như thế này. Phải nói là hàng cực đẹp nhá. Đã thay gân cho các bác, còn nếu chưa thay gân thì em trừ tiền đi cho các bác. Đấy, nếu mà gân zin thì nó chỉ thời gian ngắn thôi. Đấy, có thể là quên nói nhầm. Gân zin và gân thay thì là giá cũng đều bằng nhau, nhưng cái gân thay gân zin các bác sẽ mất, sau này các bác sẽ mất tiền phải đi thay gân. Còn em đã thay gân, các bác yên tâm đủ bền. Đến chiếc âm ly 2 là 3 3 là mã. Cặp loa này giới thiệu các bác là 3.600.000 giá tại cửa hàng. Âm ly 3 là mã cực đẹp là 7.500.000. Một chiếc lọc in keo hơn 2 triệu thôi. Giá tại cửa hàng các bác nhá, cộng lại bộ sản phẩm này nó chỉ rơi vào hơn 10 triệu một chút xíu. Mà các bác được sử dụng một bộ sản phẩm toàn hàng xịn thôi. Và chất lượng các bác nghe, hát đều ok. Đấy, rất là hay các bác nhá, một chiếc âm ly, một lọc và một cặp loa này. Và chính xác là giá là 13.400.000. Sẽ gửi về cho anh Nguyễn Anh Hướng ở Thanh Trì, Hà Nội. Vâng, anh Hướng đã chuyển tiền cho Ngọc Quang một phần. Đấy, bác đã tin tưởng đặt hàng với Ngọc Quang. Đối với sản phẩm loa âm ly và lọc rất là đẹp nhá, lọc in keo của Hàn Quốc. Mời các bác thưởng thức chất âm nhá. Vâng, trên kênh chính này em chỉ test giới thiệu thôi. Rồi các bác vào kênh của Ngọc Quang. Đây em sẽ dùng cái kênh này. Em sẽ test nhạc mở to lên. Rồi các bác vào kênh của Ngọc Quang Bắc Giang để thưởng thức cái chất âm nhá. Vâng.